Dạ vâng, cơ sở An Thịnh này xin chào tất cả các bác đam mê nuôi ong mật trên toàn quốc. Thì lời đầu trong cái video này thì cơ sở em xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bác khi xem video trên kênh của em ngày hôm nay. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bác thợ nuôi ong đã ủng hộ sản phẩm thùng ong bên cơ sở An Thịnh. Và một lần nữa trong cái video ngày hôm nay thì bây giờ cũng đang bắt đầu vào đầu mùa mật chính của năm 2022 cho cái vụ mật xuân. Thì cái nhu cầu về thùng ong cũng rất là lớn, trong những ngày đầu năm nhà em gửi đi rất là nhiều. Thì để tại sao lại gửi được nhiều thì thứ nhất ấy là cái thùng bên em là rất là chất lượng các bác nhé. Thế nhiều bác cũng có cái bình luận. Thế tuy nhiên là bên em cũng cam kết với các bác là cái thùng bên cơ sở An Thịnh là cái thùng loại 1, loại đẹp. Đấy, thì các bác có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng. Còn cách thức đặt hàng bên cơ sở em thì các bác alo trực tiếp để đặt hàng. Số điện thoại thì em để ở bên phía góc trái của màn hình. Với hai số điện thoại đấy thì các bạn nhân viên tư vấn bên cơ sở An Thịnh sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bác. Nên các bác yên tâm, hàng thì cực kỳ là chất lượng luôn. Còn ngay bây giờ thì em sẽ quay một vài cái địa chỉ để các bác mình xem nhé. Đây là địa chỉ đến từ tỉnh Cao Bằng này. Đây là địa chỉ đến từ Quảng Trị. Và đây là địa chỉ đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hầu hết các bác ở những cái vùng miền bây giờ thì cũng đang bắt đầu vào cái mùa mật. Đây là nhu cầu thùng. Cho nên là hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu về cái thùng ong cho các bác xem nhé. Thì bây giờ đang là chiều tối cho nên là có thể là ánh sáng nó hơi yếu. Thì bác theo dõi giúp em, bây giờ đang ở trong kho điện hơi tối. Thì đây là một cái thùng nuôi. Em giới thiệu luôn cái thùng bên ngoài này, bất kể cái thùng nào. Đấy, thì thùng nuôi bên cơ sở như em là cái thùng nuôi ong nội. Cho tiêu chuẩn khung cầu bên trong là khung cầu 4221. Đấy, rất là phù hợp cho các bác nuôi những cái đàn ong nội ở trong này. Gỗ thì được cơ sở em đóng bằng gỗ gạo. Và cái gỗ gạo này thì đã được xử lý ngâm rồi. Cho nên là yên tâm, các bác yên tâm nhé, là cái về cái mối mọt với các thứ là bên em bảo hành cho các bác luôn. Đây là cái phần tôm gỗ và cái độ dày của gỗ. Dày của gỗ thì là xấp xỉ khoảng 1/8 đấy, đến 1/9, tương đối là dày các bác. Mới đầu xẻ đậu là 2 phân, bây giờ đóng co ngót đi, mới bào gọt đi thì nó chỉ còn độ 1/8 thôi. Đấy. Nhưng mà đây các cái góc kép này, đây là góc kép rất là vuông và rất là bào, rất là nhẵn. Thì chất liệu thì với cái việc mà sử dụng đóng này thì 100% cái lô thùng em đang quay ở đây, các bác đang nhìn thấy ở đây là một cái lô thùng đóng bằng ván liền. Đấy, đóng bằng ván liền các bác nhé. Đấy, cho nên là sẽ có cái độ bền cao, do là nó không có cái độ co ngót nhiều của gỗ. Gỗ đã được xử lý khô rồi, khô tuyệt đối luôn thì mới tiến hành đóng lên thùng. Ở trong cái đợt này các bác nhận thì nó rất là nhẹ. Đấy, cho nên là các bác đặt trong đợt này có lô thùng này rất đẹp, để phục vụ tốt nhất cho cái mùa mật của năm 2022. Thì cũng rất là mong các bác hãy đặt hàng sớm cho cái trại ong của mình. Bên cạnh cái sản phẩm về thùng quay mật này, thùng nuôi ong này, thì thùng quay mật bên em cũng phục vụ các bác trong cái mùa này với số lượng rất nhiều. Các bác có một lần nữa có thể quan sát cái kho hàng nhà em ở đây. Đây, một cái kho hàng rất lớn với rất nhiều số lượng các cái thùng quay mật, ở bên dưới thùng quay inox và trên này là những cái thùng nuôi này, số lượng em bỏ đây. Đây là những cái kiện hàng cuối cùng trong ngày hôm nay về vật tư nuôi ong. Và ở phía trên kia nữa em sẽ quay cho bác xem, đây là những cái đơn về thùng nuôi này. Đấy. Còn đây là những cái đơn về chân tầng cũng như là nón mũ bảo hiểm. Thì, một lần nữa thì cơ sở An Thịnh cũng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bác khách hàng. Đây những cái thùng nuôi ong tiếp, và đây là những cái đơn hàng cho chân tầng và mũ. Đây là những cái mũ này, những cái tròn tròn trong này. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây là phần mũ, áo liền mũ đó. Và những cái chân tầng cũng như là những cái phụ kiện nuôi ong khác bị các bác khách hàng đặt trong ngày hôm nay. Thì video này cơ sở An Thịnh cũng xin được kết thúc ở đây. Một lần nữa thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã liên tục ủng hộ cho cơ sở bên em trong những ngày đầu năm 2022 này. Xin chào các bác nhé.